Ơi chào anh. Ủa anh đi bán tâm hả? Anh là ở Đà Nẵng mình luôn hả? Dạ. Trời ơi sao anh thấp quá à? Dạ. Anh từ khi dạ em chia sẻ luôn rồi được không? Dạ thấp từ hồi lúc nhỏ. Lúc nhỏ hả? Anh là người ở Đà Nẵng ở đâu? Quê thì Nghệ An, em sống ở đây 5 năm rồi. Anh được mấy không? Dạ em được mấy. Y một mấy hả? Vậy hả? Ồ anh thấp nè. Anh mang cái đi dép lên nè, tại vì 34 tuổi rồi đó, quý vị ơi. Em quay chân quay lên luôn nè. Vậy là một quá thiệt. Nó thấp thiệt. Thấp. Thẳng rồi đây À mà em hỏi này, cái chỉ tiêu mà chọn vợ của anh sao, có gì anh chia sẻ luôn cái chỉ tiêu của anh. Nhá thì chọn vợ bình thường nhìn lành á. Dạ. Biết nội trợ rồi được. Dạ. Yeah. Không thì... yêu mình thật lòng không lăng nhăng đúng không? Dạ đấy đấy là mình mới thương được. Dạ. Còn mà vợ mà cái hay gọi là hay đòi hỏi thì mình khó lắm. Dạ. Khó, cuộc sống phức tạp. Nói chung là biết yêu thương chia sẻ lẫn nhau đúng không? Dạ. Ơi chào anh. Ủa anh đi bán tâm hả? Anh là ở Đà Nẵng mình luôn hả? Dạ. Yeah. Trời ơi sao anh thấp quá à? Anh từ khi nè. Dạ? Anh từ khi nè. Dạ em chia sẻ luôn rồi được không? Dạ thấp từ hồi lúc nhỏ. Lúc nhỏ hả? Anh là người ở Đà Nẵng ở đâu? Quê thì Nghệ An, em sống ở đây 5 năm rồi. Có gia đình gì chưa? Chưa. Chưa hả? Dạ. Vậy hả? Đó, em thì cũng hay chia sẻ các cái hoàn cảnh đó. Dạ. Yeah. Mà thấy anh thấp thấp như... anh được mấy không? Dạ em được mấy. Y một mấy hả? Vậy hả? Thôi vô nhà em ngồi chơi chút đi. Dạ. Anh này vô tình có tự nhiên anh đi ngang qua đây. Dạ. đi chia sẻ được em giúp cho anh. Dạ. Anh đi bán mấy số hả? Không, em bán tâm. Đi bán tâm hả? Mình qua nhà chơi chút, vô đây ngồi chơi chút rồi nói chuyện có gì em. Đây ngồi ghế anh này. Ôi thôi vô tình anh đây, em ngồi ghế. Dạ dạ. Ôi. Ngồi đây cũng được, ngồi đây cũng được, ngồi ghế này cũng được anh, ngồi đây cũng được. Ủa, anh đi bán là một mình anh hả? Là anh đi có ai nữa không? Với anh không? Đi một mình. Một mình hả? Vậy hả? Anh là ở Nghệ An hả? Quê Nghệ An. Quê Nghệ An hả? Là anh chưa có gia đình gì hết hả? Chưa. Vậy hả? Anh năm nay là anh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 34. 34 là anh lớn hơn em đó. Dạ. Em xin lỗi anh tên gì? Dạ, tên Khánh. Tên Khánh hả? Ôi cũng vô tình thế mày. Tưởng đâu là ai biết nhà của em, anh không biết em đúng không? Dạ không. Không hả? Em cũng vô tình. Dạ. Thì em cũng chia sẻ các hoàn cảnh khó khăn ở dạ. Miền Trung đó. Thì thấy anh khuyết tật như thế này, anh đi đứng là bình thường hả? Dạ em đi được. Cái chân của anh hình như cũng bị sao nó. Đi đâu? Giống bà Hạnh của em ơi. Em bị cong xương em. Xương em cong. Anh biết cái bé Hạnh không? Có. Có hả? Là em là người chia sẻ bé Hạnh đó nè. Dạ. Có gì mà giúp được ảnh gì giúp? Bé Hạnh là đi xe nhỏ, xe bằng điện phải không anh? Đúng rồi, xe điện nhỏ nhỏ đó. Có con rồi mà hai đứa hả anh? Đúng rồi đó. Mà bé bị ung thư đó anh. Ung thư đó mà đợi rồi anh. Dạ. Thôi giờ khỏi giờ. Ung thư mà khỏi gì anh, giờ nói chung bé bị giai đoạn cuối rồi. Giai đoạn cuối mà thấy có đi. Thể là anh gỡ khẩu trang làm được trong sau bữa nay thì cũng giai đoạn cuối mà thấy đi lại bình thường mà anh. Thì nói chung á là bé thì gần đây thì cũng lâu lâu bé khỏe thì bé đi được vậy đó. Trước em mới gặp bộ hôm qua em mới gặp á. Vậy hả? Gặp bé vẫn đi xe đi mua cơm bình thường. Đúng rồi, ngày hôm qua là nhà bé chuyển trọ đó. À, nên là bé đi ra ngoài bé mua đồ đó. Chắc là vậy, bữa vì nghe nói là chuyển trọ. Em ơi. Trời ơi, sao anh thấp quá vậy? Anh đứng với em thử thử cho vợ em cầm cái điện thoại tự nhiên đi ngang qua nhà đi bán mấy số ở đường này. Hay gặp để cái gì đó anh chia sẻ rồi giúp cho ảnh, ví dụ như ở Đà Nẵng ai biết bán mua mấy số tí nữa đây này. Mua tam ảnh bán tâm. Anh thấp nè. Anh mang cái đi dép lên nè. Tại vì 34 tuổi rồi đó, quý vị ơi. Em quay chân quay lên luôn nè. Vậy là một quá thiệt. Nó thấp thiệt. Thấp. Thẳng rồi đây.
Nói chung là muốn gặp anh luôn quý vị ơi. Cái duyên này chia sẻ luôn nè ha. Cái duyên đó anh mà đóng cửa thì em đang gặp được. Dạ. Cái duyên này mới gặp anh mà đóng cửa thì đi ngủ không. À thì nói chung là anh có gì anh kéo quần lên thôi. Ồ vậy là mà anh đi bộ đấy đó hả? Đâu anh kéo lên cái chân em coi thôi. Ờ quyết tật hết đó hả? Gia đình anh thì ba mẹ bình thường. Ba mẹ bình thường. Ba mẹ em có cao không? Cao. Cao hả? Vâng. À, anh đi bán mấy số là đi bán, anh đi bán tâm này đi bán lâu chưa? Em bán lâu ra rồi. Dạ? Em bán lâu rồi. Bán lâu rồi hả? À? Mà xưa giờ là anh ở Đà Nẵng hay là anh ở đâu? Lúc trước em ở miền Nam, ở Sài Gòn á. À lúc trước ở Sài Gòn. Vâng. À, mà gần đây thì anh về Đà Nẵng lâu chưa? Về mấy năm rồi. Về mấy năm rồi? Vâng. Mà chưa có gia đình hả? Chưa. À. Vậy thì đi bán cái này có đủ sống không? Thì nghề quen nghề rồi cũng bòn bòn đấy anh. À. Tội quý vị có chút chung rồi. À này. Sao gần đây mình có duyên gặp mấy người mà nhỏ nhỏ này em hỉ? Em cũng mới chia sẻ một cảnh của một bé ở Hiệp Đức á. À, bé cũng có một mấy thôi. Bé Yên á, bé này thì cũng chưa có chia sẻ nhiều nên chắc cũng ít biết. Làm nghề chứ. Bé đó làm nail rồi bé cũng bán hàng online gì đó. Không sống ở đâu? Hồi trước thì ở Sài Gòn nhưng mà do dịch này là cũng về quê đó anh. Bé cách ít tuổi hả? Bé nó nhỏ, bé 25 tuổi. Anh là tên Thắng. Thắng hả? 34 tuổi rồi. Chưa có gia đình. Giờ thì anh ở trọ đâu? Liên Chiểu á. Hả? Liên Chiểu. Lê Chiểu à? Liên Chiểu, quận Liên Chiểu à. À mà đường gì? Hòa Khánh. Ở trọ à? Gần chung cư, ở chung cư. À. em chia sẻ ra cho anh được chứ hả? Ví dụ như ai ở Đà Nẵng mà có mua tâm hay là giúp anh cái gì đó, công việc làm gì đó thì anh có đồng ý không? Có anh. Chứ em thấy anh đi như thế này cũng vất vả này, trời mưa là cũng hơi mệt đấy chứ. Dạ, đúng, trời mưa là nghỉ. Hả? Trời mưa là nghỉ, không đi. À. Trời mưa thì đi lại khó khăn, nên chắc phải ở nhà. Dạ. Trời nắng ráo ráo còn đi rồi. À. Ủa mà sao hôm nay đi bán ở khu vực này hả? À? Lại đi từ ngoài Trường Chinh đi vào. À. Đi vào trưa rồi vào trong ấy. À, đi bán hả? Bán tâm không là bán gì nữa không anh? Tâm đúng với tay. Không cái tay vậy đó hả? Vâng. À. anh chia sẻ trên trang là nào ạ? Cái trang YouTube của em á. À, YouTube. YouTube. À. Cuộc sống miền Trung á, về lên xem lại ha. À, cuộc sống miền Trung á. Dạ. Em chia sẻ anh Thắng lên trên kênh của em rồi, ở Đà Nẵng nói chung là cũng có nhiều người biết đó. À. Mua ủng hộ giúp cho anh ha, đỡ vất vả. Vâng. Giờ vâng. Là anh ở với gia đình hả, với ai? Nhờ mà. Ở nhờ hả? Ừ, anh nhờ người quen á. Dạ. Anh em họ hàng á. Anh em họ hàng. Công việc chính của anh là đi bán tâm gì đó hả? Dạ. Anh làm quen rồi. Làm quen rồi hả? À, bây giờ thế này em sẽ anh bán gì đó, tâm với lại gì đó em mua em hộ cho anh. Chị biết rồi. Không biết rồi. Có gì xin số điện thoại anh luôn nha. Đó, ba thứ, anh lấy ba thứ luôn đi, vừa phù hợp luôn đi. Em có ba loại thôi. Còn cái gì nữa không? Còn cái loại này thì hết cái khác tí. Đấy, hai cái này cho nó lạ, hết nhau món đấy. Dạ. Có nhiều không? Còn nhiều không? Em mua ủng hộ cho. Em cứ bông này còn mấy loại này. Bông còn 4 cái này. Lấy cái bông này dùng người ta rồi. Còn bông nữa hả? Vâng, tắm. Tâm nữa hả? Lấy bông hết. Lấy bông đi. Bông hai dùm. Lấy hai cái. Rồi còn gì nhiều nữa không? Hết rồi. Bút rồi đó hả? Cũng gần hết rồi hả? Vâng, gần hết rồi em đi. Đi giờ trưa rồi đúng không? Đi lâu rồi, đi hồi 8 giờ rồi. Ê, con đứng con đo với chú rồi con. Em mấy đứa rồi? Dạ, một đứa anh. 2 tuổi rồi. Dạ, gần 3 tuổi rồi anh. Gần 3 tuổi. Dạ.
Nè, con đứng mấy chút, đứng mấy chút hả? Rồi, cô Hải gần 3 tuổi rồi, bằng chú rồi. À, anh cô em là không ăn dép nha. Cô em không ăn dép. À, con đứng mấy chút này, con đứng mấy chút hả? Ôi trời. Cô em là gần 3 tuổi mà bằng chú rồi. Nó là ăn dép rồi chắc bằng anh á. Dạ. Anh này, đứng này. Chụp lại chú tâm ảnh làm kỷ niệm này. Rồi cái này bao nhiêu tiền đây anh? Cứ cá 10.000 với cái 20 nữa. À. À. Cái sắp này là 20 rồi. À. Cá em đang lấy cái ví gì hả? 10.000 hết. Là bao nhiêu đây? Em gió. Hấy. Của ai gió hả? Con mua cái này cho con học nghe. 4 5 6 80 vụ. Giờ con làm cái nghe cho ăn dê dê nè. Hả? Đó. Em coi nó thử. Ở trong quần là bao nhiêu đây? 80. 80 hả? Rồi em gửi anh luôn 100 ngàn nè. Rồi anh đợi em một chút nha. Đang ăn cơm. để anh gửi cho anh thêm ít cái này là cũng bữa nay dắt dịch bệnh thì chắc cũng đi bán là cũng khó đúng không anh, cũng mới đi bán lại đây đúng không? Rồi thôi em gửi tặng anh 1 triệu này, cái này của chị Lan ở Mỹ này, chị cũng chia sẻ các hoàn cảnh khó khăn đấy, thì em nhân tiện đây thì gặp anh cái duyên có duyên rồi đó, có duyên. Nói chung là còn em xin cái số điện thoại của anh. Dạ em cảm ơn anh nhiều nha, em dịch mới đi làm cũng được hơn tuần. Dạ. Dạ. Mới đi làm Đà Nẵng là dịch, bữa nay mới đi bán lại được. Giờ dịch ra cũng khó khăn lắm này. Dịch ra rồi buôn bán lại khó anh. Dạ. Giờ dịch ra lại tiếp rồi buôn bán lại khó. À, khó khăn như vậy dễ đâu, mà đi chăn như anh này cũng tội nghiệp. Đến là cũng có duyên thôi đó. Đây em cầm cái điện thoại giùm anh cái. Em cảm ơn. Dạ chị đây, chị Lan á, chị cũng chia sẻ em để giúp các hoàn cảnh khó khăn đó. Hôm nay có duyên gặp anh ở nhà em vô tình em gửi tặng luôn cho anh. Hát vậy là cũng mừng rồi đó. Và bạn tôi chờ anh đi về hả? Em đi ăn trưa, ăn trưa. À đi trưa hả? Thôi được rồi. Dạ. À đúng rồi, tặng cho anh một củ cóc rồi đi em. Đúng rồi, củ cóc được không? Cốc này uống này béo à? Không có béo, uống cho khỏe. Uống cho khỏe rồi lá dạ nó loại uống cho khỏe đó. Anh cầm được 2 hộp không? Có, em gửi đến giờ em lấy em cầm ra em. Hả? Em anh cho thì em nhanh. Anh là đúng được không? Không em sợ là đúng một cốc không được không quen. Uống được không? Thì được nói chung không? Hay là quậy cho anh ly rồi uống rồi em hè. À là quậy anh ly rồi uống đi cho khỏe trưa rồi đi tiếp. Anh cho em hộp được. À. Ê, Yến hả? À kiếm hàng em ơi, Yến ai gửi Yến tới đây? Yến này ship để ra đi. Là mà là bao nhiêu lạng đi nha vợ? 4 lạng hả? Ra đủ rồi anh ơi. Rồi là cảm ơn anh nha. Hàng này vợ hãy bán đi quý vị. Pha cho anh lựa dành uống thử rồi. Thôi không pha nữa. Hả? À, cái tấm này nè, tấm này có hướng dẫn sử dụng đây nè. Đây là vợ chồng em tặng anh đây nghe. Dạ, em cảm ơn anh nha. Dạ. Tội thiệt. Tội thiệt. Ôi trời. Em, hay là em đứng em với lãnh anh chụp tấm được không? Trời ơi, vợ Hải của mình tự đứng. Không đó được luôn. Cái đây cũng đang được hả? Hả? À, mở khẩu trang rộng được không? Mở khẩu trang rộng được không? Anh mở được không? Sợ dịch hả? Không, em không sợ lắm. À, quay cho nãy giờ mở khẩu trang mình nói chuyện cũng được chứ có gì? À. Trời ơi. À, đứng về chụp ảnh rồi quay phim luôn nha. Vợ lên sóng thì lên sóng luôn thì vợ. Đi. À, ok. Từ từ. Anh có muốn tâm sự gì nhiều nữa không? Muốn ví dụ như là muốn tìm bạn đời tri kỷ gì đó không? Dạ. Thì em mỗi thì tùy hay xui số đó. À, chưa giờ là có gia đình chưa? Dạ chưa. Chưa có gia đình hả?
mình chia sẻ cho thật đúng sự thật nghe, để cho các cô biết ai có một cái hoàn cảnh nào cũng như anh rồi có thể kết bạn tri kỷ để có tâm sự trong cuộc sống nó sẽ vui vẻ hơn. Ở xưa giờ có mối tình vắt vai nào chưa anh? Thì có vài mối cho vui á anh. Cũng có vài mối rồi đó, thì tâm sự vui vui thôi. Bởi vì cũng quay bất ngờ nên là anh cũng chưa có chuẩn bị cái tâm lý đúng không? Năm nay là em chia sẻ luôn nha. Anh Thắng năm nay 34 tuổi. Cũng đi đứng thì cũng bình thường đúng không? Nhưng mà hơi yếu yếu cái chân chút hả? Cái chân của anh thì cũng bị cong đúng không ta? Do chân cong. Chân anh bị cong. Rồi, chưa có gia đình đúng không? Dạ. Biết đâu em chia sẻ lên đây rồi có nhiều cô gái gọi cho anh cũng có. Em để số điện thoại lúc nãy đó ha. Dạ. Cho vui. Quê anh là Nghệ An đúng không? Dạ, quê em Nghệ An á. Ở Ngũ Cốc này hình như mình cũng lấy Nghệ An đó đúng không em? Nghệ An đó. À đây nè, anh biết ở đây không? Nghệ An đó. Đó, em biết nè. Thị trấn. Là em ở gần đây luôn à? Không, em biết Yên Thành à. Yên Thành là gần anh không? Gần. Vợ em là lấy từ từ đó vô đó. Gần chắc Yên Thành đó. Dạ. Anh lâu nay là anh có về quê không? Em thì vừa dịch chưa về. Dạ. Có đợt đầu năm thì về lần sau dịch mấy tháng chưa về. Ở lại đây mấy tháng rồi dịch luôn. Còn ba mẹ anh là vẫn còn khỏe chứ hả? Không, em mất ba rồi, còn có mẹ. Có mẹ. Anh em có đông không anh? Em bốn anh em. Bốn anh em à? Mà mấy anh em của anh thì có bị khuyết tật như anh không? Không, anh em bình thường. Là và anh thì vô đây là cũng mưu sinh ở với lại bạn bè vậy đó hả? Vâng. Ở với người cũng có người thân, người quen. Em bạn bè khuyết tật nhiều, có mấy người cùng cạnh cũng đi. Chồng cùng hoàn cảnh giống như anh là cũng nhiều đúng không? Vâng, cũng đi. Em hay chơi mấy người cùng cạnh. Là anh cũng có biết Hạnh hả? Bé Hạnh đó. Hạnh thì em biết rồi em. Trên mạng đó đúng không? Trên mạng đúng rồi. Cách gọi là vô nhóm người khuyết tật gì á. Nhóm người khuyết tật là anh có biết. Có nhiều người khuyết tật vào nhóm. Cũng vui thì hôm nay tự nhiên vô tình gặp anh ở đây thôi, cũng có duyên rồi đó. Gần đây thì em biết rằng trong cái hội người khuyết tật mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn do Covid buôn bán thì đi giờ rồi. Gần đây Đà Nẵng mình mới cho đi lại đây. Nhưng mà giờ cũng dịch nó cũng chớm rồi đó. Đi đứng thì cũng cẩn thận anh ha. Đúng rồi, đúng. Thấy anh đeo hai khẩu trang thì chắc anh cũng cẩn thận lắm. Thôi nhưng mà hôm nay mình chắc cũng có duyên không gì đâu. Dạ. Tội với mày. Cái chân của anh bị khuyết tật em giống như bé Hạnh đó. Cái này cái chân của anh cũng bị cong này. Cong, đỉnh nhỏ mà cong. Nhỏ mà cong, cái này tội chứ. Rồi, em chia sẻ rồi cũng may có hữu duyên rồi gặp nhiều cô bác có thể chia sẻ để giúp cho anh cho nó đỡ vất vả chút. Nói chung là ai cũng sinh ra cũng mong muốn là mình như vậy nhưng mà số phận cũng phải cố gắng anh ha. Dạ. Cố gắng như vậy. Dù cái chân anh ở giống như cũng bị xương thị tinh không vậy anh? Phải bị kiểu xương xương cũng phát triển được cắm xương lại này. Kiểu thiếu gì chất gọi là cái bệnh hóc môn sinh trưởng có. Anh là chưa, nói chung là chắc cũng khoảng một mấy đúng không? Chắc một mấy thôi. Rồi vậy thì có hát được bài gì không tặng luôn khán giả của em bài. Hát cái vài câu cho vui. Hát vài câu gì để cho mình có tinh thần chút đi rồi đi tiếp anh. Biết bài gì khó mà hát rồi. Nhạc vàng, nhạc bolero gì. Nhạc bolero đi hả? Thì em hát tăng người ta, em hát bình thường hay hát bài tuần cho vui. Dạ. Thì hát bài để cho cuộc đời nó thêm vui đi. Bolero à? Bolero hả? Dạ. Hát một đoạn nào đó cũng được. Cho nó ý nghĩa phải không? Em hát bài Nhật ký đời tôi nha. Nhật ký đời tôi hả? Dạ. Rồi. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chẳng lòng lo cho số phận, lo cho chuyện mình sẽ thành một kiếp hoa sớm nơ tối tàn
đời anh không một lần dang dở đôi cùng tương lai trả lời thôi. Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi, lỡ cho xuống lâu cho duyên trẻ thành một kiếp sớm nỡ thôi tan. Đời ai không một lần quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa. Rồi ok. Hát đi tìm nữa. Dạ anh chắc là chắc cũng có karaoke thì gì hết hay đúng không? Vâng, hát đi hát chay. Hát chay với lại một phần nữa thì thấy anh cũng cái lời anh cũng chưa nhớ nhiều đúng không? Vâng, quay. Quay đúng không? Vâng. Đây là không tắt lắm à. Anh nói chuyện. Dạ. Thôi bài cũng vui rồi, để chia sẻ cho khán giả của kênh em ha. Rồi cái số điện thoại của anh và cái tên anh thì em cũng để trên này ha, anh Thắng ha. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi nếu mà có duyên được thì anh em mình gặp nhau ha. Dạ. Trên cái bước đường đi mà anh có gặp gì khó khăn thì cũng gọi cho em biết ha. Dạ. Dạ. Có số điện thoại rồi, hồi nãy có số điện thoại rồi. À, cũng anh xách cái bình đi được đúng không? Được, em xách được. Dạ. Anh sẽ đúng. À là em chở anh đi được, có cần chở không em chở không được. À là đi em xách cái đầu trưa em gửi ra nhà họ xong đến chiều về em mới lấy được. Dạ dạ. Ừ. Vậy là đi bán rồi mình để đoạn đó đúng không? Em gửi họ luôn. Dạ. Nếu mà em gửi được họ em gửi họ luôn rồi đi. Cái chiều mới quay lại mới lấy. Ừ. Hôm nay cho vợ mình lên sóng luôn đây có không? Vợ ở nhà. Anh mời nước. Dạ dạ, anh uống nước đi. Uống nước. Nóng nóng không? Có nóng không? Coi chừng nóng nè. Không nóng. Hơi nóng không? Nóng thì em hơi nóng không? Uống chả mà. Uống chả mì. Từ lạnh uống nước nóng hay là đúng. Dạ. Nước thơm lắm. Trà này mấy cái gì ngồi vậy nè. Cái này em nóng luôn đó. À. Một cốc. Dạ. Đây nó ở Yên Thành đó anh. Dạ, chị tới Yên Thành đó. Gần ảnh mà anh biết mà đúng không? Gần. Anh ở huyện gì? Quỳnh Lưu. Hả? Quỳnh Lưu. Quỳnh Lưu à? Nghệ An với nhiều người giỏi lắm đó anh. Nghệ An thì cái là nói chung đất hiếu học cũng hiếu học không? Dạ. Đồ ăn cũng lì lắm, gọi là lì lắm. Dạ dạ. À. À, để đây em cho đây. Dạ dạ. Bé Hạnh cao chắc bằng anh á. Nhỏ nhỏ tròn tròn. À, gặp nhiều cô là thấp nhưng mà lần đầu tiên gặp anh thấp nhất ở ngoài đời mình nhỏ giờ đó mình mới gặp đây. Dạ. Nãy em tưởng một cô đứng ở cửa. Bắt đầu em thấy đi, anh thấy anh đưa tâm ra cái em vô cầm điện thoại luôn vợ em đó. Anh có ai tìm mua bán gì? Có ai có tìm anh tại vì anh hai ngoài giúp đỡ mấy người. Vợ em biểu ra coi thì đi mua rồi coi giúp luôn á. Em vô em mới cầm điện thoại ra đây đó. Em thấy anh là bơ ngơ à. Em thấy anh là bơ ngơ kiểu như cùng di tưởng em vô là giờ là anh đi tiếp hả? Dạ. Đi bán đến tối luôn rồi sao anh? Tối mới về. Tối mới về hả? Dạ. Rồi biết đâu em chia sẻ lên là nhiều người biết đến anh rồi có thể là mua ủng hộ cho anh ha. Dạ. Bữa nay dịch đi em sợ chắc cấm chớm sợ đóng cửa nữa là cũng khó khăn đây. Dạ. Năm nay chắc gặp nhiều khó khăn ha. Dạ. Năm nay nửa năm khó khăn rồi. Nửa năm khó khăn rồi, không đi bán được luôn á. Nghỉ nhà suốt đi. Dạ. Chẳng qua hết dịch đi làm kiếm lôi đồng tiêu nghe gì. Dạ. Bữa nào mà có mong muốn mà tìm một người bạn tri kỷ em chia sẻ một con video riêng luôn ha. Có chứ, em mong muốn có. Mong muốn là có một người bạn tri kỷ đúng không? Dạ, dạ. Để mà sớm lửa tắt đèn có nhau đó. Dạ, vâng. Vui vẻ là khỏe mạnh, cái niềm vui là tinh thần khỏe mạnh, để suy nghĩ. Đúng rồi, có người bạn là nấu cơm rồi đồng hành cũng vui đúng không? Vâng. Em thì nói chung cũng chia sẻ cái kênh của em cũng có nhiều bạn khuyết tật cỡ hay là nhiều người có thể rằng là không khuyết tật cũng thấy anh có một hoàn cảnh gì đó yêu thương liên hệ với anh Thắng. Biết đâu cái cơ duyên anh đánh với em hôm nay gặp thì cũng tình cờ. Bé Hạnh là xưa thì em gặp cũng tình cờ đó. Những người mà em hay gặp tình cờ lại
luôn may mắn lắm. Biết đâu em chia sẻ lên cái có người gọi luôn, rồi biết nhìn anh hiền hiền nói chuyện cũng dễ thương này. Tự nhiên lần đầu tiên còn đâu là cái duyên của anh mai mối này đang rồi ấy mà em cũng mắc tay lắm đấy. Em mắc tay thì được, quan trọng anh ấy, còn bánh bình thường, em bình thường. Dạ. Ủa mình hôm nay mình mặc quần đùi luôn, mình chia sẻ luôn nè. Yeah, ok, nó vô tình lại vui ha. Vui anh, nhiều khi nói chuyện cũng có phà tí hài hài. Yeah. Phà tí hài hài nhẹ em vui. Mà có đói bụng không? Anh giờ có đói bụng không? Em thì giờ thì cũng hơi đói. Hay là ăn trưa, bởi vì em thiệt sự của anh chứ. Thôi em coi cái nồi cháy rồi. Tắt rồi hả? Em đang nấu cơm trong nhà chưa chín phải không? Dạ. Không mời anh lại, hay là nếu mà không ngại thì ở lại ăn cơm với em luôn cho vui. Thôi anh ạ. Em ra quán ăn. Quán rất tự nhiên. Ăn quán tự nhiên à? Ừ. Thì ở với em tự nhiên thôi mà. Mà chờ em nấu chứ em chưa nấu, giờ cũng dạ. Thằng này hai mấy giờ nấu cho con ăn thôi. Còn thằng ăn trước thì mình ăn sau được cái. Dạ. Dạ. Thằng tên gì đây? Dạ dạ Sony, nhà Sony. Tên thật à? Dạ tại Tấn Phát, bên Tấn Phát. Đấy con. Đó, mới có 3 tuổi đó, quý vị, 3 tuổi mà bà cao bằng chú rồi đó. Sinh nhật lần thứ 3 chưa. Còn tháng nữa mới sinh nhật đó anh. Hôm nay vợ ở nhà, vợ em lần đầu tiên mới lên sóng đó, gặp vô tình chứ xưa giờ em đi chia sẻ ngồi nhiều lắm mà vợ chưa lên sóng. À đúng rồi, đúng nhà này. Dạ. Do tình cờ vô nhà anh. Dạ tình cờ đó. Tình cờ biết đâu vợ em hôm nay cũng nổi tiếng luôn đó. Vợ anh người Quảng Nam đó. Dạ Quảng Nam. Dạ. Dạ, ra đây học rồi ở đây luôn đây. Học ở đây. Dạ. Vợ sinh năm mấy? Cũng bằng tuổi luôn anh. À, vợ 90 đó nè. Dạ. Hôm nay vợ lên sóng ngồi nói chuyện tâm sự gì nữa không em? À chưa, giờ anh ngại lắm, em nói lên sóng mấy lần để giúp dạy anh bán hàng đó, mà anh ngại, anh chưa dám lên sóng đó. Vậy em bán hàng đó à, trong đó là yến, ngục cốc, rồi đông trùng, thảo, nhiều thứ lắm. Bán tại nhà thì anh? Bán tại nhà, à em ơi, lấy cho anh một cái bình xăm gì đó, anh uống cho khỏe đi. Có không? Có để ngồi đó không? Bán thì mình gọi là mình bán hàng vợ em bán hàng online, không có vợ em thì nói chung cũng bán trên Facebook vậy đó, bạn bè rồi người quen. Anh này lấy cho anh uống bình này cho khỏe rồi đi cho nó nè. Giờ uống hay là gì? Dạ, uống nó khỏe lắm. Uống khỏe nè. Dạ dạ. Đây là xăm đông trùng thảo này cho dạ. Uống cho sắc đẹp, nói chung nhiều loại lắm. Và cái này uống anh uống là phù hợp. Dạ. Dạ. Đó là bán theo dây luôn nè. Dạ. Cái này bán theo gì mà? Bán theo một lốc hết đó. Một lốc rồi bao nhiêu hộp? Một lốc 10 hộp. Cái này phải tầm 3 hơn trăm. Không đó, 45 ngày nữa. À, rồi. Nói cho vui chứ. Vậy em uống 45 ngày em uống. Mời anh. Hôm nay có gì? Dạ. Em uống thứ ngon hay mà quảng cáo sao? À, ngon mà uống khỏe rồi là mình bữa nay mà đi đến tối không mệt mỏi là xuống mà sao quảng cáo giùm nha. Mà tinh thần thoải mái mà mua may bán. Buôn may mà bán đắt là có khách hàng thì nhờ cái này. Giống rồi, với lại cái này uống vô tăng cường sinh lý rồi đó. Lo về có vợ nó rất nguy hiểm á. Uống vào mà tăng cường sinh lý thì chết chứ thì nguy hiểm. Mình nguy hiểm mà nguy hiểm mà. Rồi ăn rồi. Dạ. Thơm quá không? Đông trùng hạ thảo đó. Ngon lắm, để uống ngon lắm. Dạ. Uống ngon. Uống khỏe. Em đi làm cũng mệt là em hay đem cái bình này theo uống này. Uống ngon. Ngon khỏe. Vị dễ uống. Dạ. Nó ngọt và vừa đó. Dạ. Uống vào á, tinh thần thoải mái lên tí rồi. Thoải mái chút rồi. Dạ. 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 Thôi mới. Hay hôm nay tự nhiên gặp thì mà em ít khi nào em ở nhà lắm nghe. Anh ít khi ở nhà. Như hôm qua là em ở Quế Sơn em đi cùng á, bữa nay em ở nhà tự nhiên gặp anh đấy chứ. Một tuần nãy ở nhà lâu. Ở nhà bữa nay đó lại sáng nay là em đi Tây Giang rồi đây, nhưng mà do mấy anh kia đi sớm quá, 3 giờ rưỡi đi sáng rồi chứ không là em đi Tây Giang không gặp anh rồi. Dạ.
cái duyên đó. Có duyên đó chứ. Bữa nay em đi vào đây thì gặp anh luôn đó. Dạ. Lâu lâu thỉnh thoảng ví dụ đi có ngày đôi khi ngày thứ hai lên thứ ba anh đóng cửa vào đây. Dạ. Đây tình cờ có duyên. Dạ. Thì vợ anh có đi làm không ở nhà? Ở nhà bán hàng đó anh. À. Rồi, có duyên quá, rồi, bắt tay chúc anh sức khỏe nè. Dạ dạ, à, em cảm ơn rồi nha. Rồi, anh cũng có gì ở alo cho em nhỉ? Dạ, vâng. Có số điện thoại của em, có gì lưu luôn đi anh. Anh đọc lưu lưu luôn số điện thoại của em chứ không. Dạ. Anh đọc số nha. Dạ, 09... ghi. Không chín không bảy 642947 642947 Dạ. Em tên Hải ha. Tên Hải à? Dạ dạ. Thế anh mình viết anh Hải là có viết họ nhất chứ không? À, Hải được rồi. À, dạ, em tên Hải được rồi. Hải YouTuber rồi. À, Hải YouTuber đi. Khi nào có cái YouTuber mới em vào em đi theo anh. Dạ. Dạ. À mà em hỏi này, cái chị Tiêu mà chọn vợ của anh sao, có gì anh chia sẻ luôn cái chị Tiêu của anh. Thì chọn vợ bình thường nhìn lành á. Dạ. Ừ. Biết nội trợ rồi. Dạ. Ừ. Nội trợ hiền lành, bình dân thôi. Dạ. Ừ. Không. Thì... yêu yêu mình thật lòng không lăng nhăng đúng không? Dạ đấy là mình mới thương được. Dạ. Còn mà vợ mà cái hay gọi là hay đòi hỏi thì mình khó lắm. Dạ. Khó, cuộc sống phức tạp. Nói chung là biết yêu thương chia sẻ lẫn nhau đúng không? Dạ. Nên cuộc sống này, nếu mà vợ và đứa thì cuộc sống mình bình thường thì có vẻ không áp bức. Dạ. Không áp bức. Dạ. Em mấy duyên này nó đấy nữa kia. À, mấy cái duyên mà chưa có nè. Ừ, mấy duyên này, vài duyên. Có nghĩa là nhưng mà chưa đánh được với nhau hả? Dạ. Ừ. Không biết đâu hôm nay gặp em là duyên. Dạ. Đánh nhiều rồi gặp. Dạ. Nhau cũng nhiều nữa, ai cũng giành cũng khổ chứ không phải vẫn đó. Giành giành như quan trọng hợp. Ừ. Hợp mới được. Ừ. Dạ. Vui vậy. Dạ. Nãy giờ ngồi cũng được nửa tiếng rồi, nói chuyện với anh cũng thú vị đây. Dạ. Dạ. Mai mà vợ em tắt em đang nấu đồ ăn đó. Dạ. Mai tưởng đồ cháy rồi đó. Vợ anh đứa này biết đâu biết. Dạ. Ý. Dạ dạ. Để cho mình để ý cũng hay, để ý hỏi. Đúng rồi, vợ em nói em chạy ra đây với không nữa thì vì vợ đang cho con ăn em đang nấu ăn. Ừ. Nên là về tối rồi em đăng lên rồi xem nha. Dạ vâng. Xem ấy. Dạ, rồi số điện thoại là nãy anh đọc đúng rồi đúng không? Dạ vâng. Dạ rồi. Rồi ngày mai là có vợ ngay luôn. Mà bữa nay có vợ cũng khó nghe. Có vợ đám cưới đám đồ là khó lắm đó. Dịch nên là hôm nay tổ chức không cho. Mà khách không có. Dạ không có khách. Nhưng mà nhớ là có được vợ là nhớ mời em nghe chưa? Mời em. Ông mai đi đó như vậy. Nhưng mà có chuyện chi thì cũng được. Nói cho vui chứ còn em chia sẻ thì tôi đã khóc khi mình không có dép để mang. À bé nó mày mới chia sẻ đó. Khi mình không có khi nhìn thấy người không có chân để mang dép. Ờ hai bé nó chia sẻ hay lắm. Em vô nấu ăn anh đi về. Dạ dạ dạ. Mà sao có cần em chở ra khúc không? Thôi em đi bộ được. À, đi bán này ra nữa đó hả? Dạ dạ. À. Dạ. Em vô nó ăn. Rồi con bye bye chú con. Chào nha. Bye bye. Chú đi nha. Bye bye bác à. À giọt quá. Dạ. Chàng tí nữa. Dạ. Dạ. Giờ là anh đi lên hướng nào nữa? Em đi lên bàn thì em ra không biết là không có người đi lắm, em đi ra cơm luôn á, đi ra cơm luôn hả? Em đi ra cũng ra thôi, em ra đi ra cố gắng anh nha. Ôi là đầu tiên gặp luôn rồi. Dạ, chào anh. Dạ.
xuống cân cũng gần đấy đó anh. Anh em đi em chở anh Phúc. Không, anh đi. Đâu anh đi chưa? Quen rồi mà. Dạ dạ. Tạm biệt. Thôi mình đi vô nhà nấu cơm thôi. Rồi. Ôi vô tình hôm nay Hải cũng có chia sẻ một khung cảnh của anh Thắng quý vị ơi. Nói chung là anh năm nay 34 tuổi mà năm nay 34 tuổi mà có đâu có được một mấy nha. Đã quay hỏi anh nặng bao nhiêu ký không nhỉ? Dạ xin chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi hết video. Thì cuối video thì Hải cũng muốn dành một chút thời gian để quảng cáo các sản phẩm mà vợ Hải đang bán. Thì Hải cũng muốn chia sẻ các sản phẩm này, cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì có thể ủng hộ cho vợ của Hải ha. Như các sản phẩm là yến này, ngũ cốc dinh dưỡng, rồi các sản phẩm về đông trùng hạ thảo quý vị ha. Thì bây giờ Hải sẽ quay lại phía sau để cùng chia sẻ đến quý vị theo dõi nha. Dạ đây quý vị ơi, thì đây là ngũ cốc dinh dưỡng, ngũ cốc cao cấp. Thì sản phẩm này thì chắc cũng nhiều cô bác anh chị biết và mua ủng hộ đồng hành với Hải trong cái thời gian vừa qua ha. Có ngũ cốc thì có các sản phẩm như là củ bột mầm ngũ cốc cô cấp này, đây là uống để cho khỏe này, tăng cân ha. Rồi ngũ cốc dành cho bà bầu này. Rồi ngũ cốc lợi sữa quý vị ha. Ngũ cốc dành cho người tập gym này, yoga, tăng cơ, chơi thể thao. Ngũ cốc tiện lợi cho bữa ăn sáng này. Rồi có bột ngũ cốc rau củ quả cho bé ha. Còn đây là ngũ cốc tiện lợi. Đó thì sản phẩm ngũ cốc thì có chừng này. Rồi còn có trà nữa quý vị ha, trà ngũ cốc. Rồi bây giờ Hải sẽ chia sẻ đến quý vị là một cái sản phẩm này của đông trùng hạ thảo đây. Hát tơ sâm thì uống để tăng cường sức đề kháng này, giải độc gan, giải độc rượu, uống để cho nó khỏe đó quý vị ha. Còn đây là Hector Cotogen. Hector Cotogen thì chị em nào mà muốn da mình đẹp này, tóc bóng này, cải thiện nội tiết tố này quý vị. Dạ còn đây là cái hộp quý vị, cái hộp này thì có hai loại này. Một loại là nấm đông trùng hạ thảo, còn một loại là viên nang. Viên nang này thì có thành từng viên quý vị. Còn cái nấm này thì nấm sấy khô. Thì cái công dụng của cái nấm đông trùng hạ thảo này á là để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh như là ung thư, tiểu đường, cao huyết áp, mất ngủ và tăng sức đề kháng, chống mệt mỏi, giảm stress quý vị. Chức năng của nó thì cũng rất là nhiều quý vị, còn hỗ trợ tăng sinh lý cho cả nam và nữ, tăng cường hỗ trợ tăng cường chức năng gan, phổi và tim mạch. Thì cái hộp này quý vị, hộp này thì hai hộp này thì cái giá tiền của nó thì như nhau là 900.000 một hộp. Còn cái Hector sâm này á là 450.000 một hộp, là có 10 chai ở trong này. Còn Hector Collagen á là 580.000 một hộp, cũng 10 chai. Còn sản phẩm này là yến quý vị ha. Yến này là yến tổ đã làm sạch lông. Thì cái yến thì cũng có rất là nhiều loại. Thì cô bác anh chị ấy có mua á thì có thể liên hệ trực tiếp với vợ của Hải, số điện thoại là 0906 642 947. Rồi Hải cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hải xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị.